Nội thất Mộc Lam Huy xin chào. Hôm nay Mộc Lam Huy mình giới thiệu các bạn một chiếc tủ áo gỗ xoan đào, cánh mũ, với kích thước tủ là dài 1m92, cao là 2m1 và sâu 60. Có giá của bên mình là 8,5 triệu. Thì chiếc tủ này với thiết kế là 4 cánh 3 buồng. Đó, 4 cánh 3 buồng và một hộp kéo. Thì hôm nay mình sẽ quay chi tiết cho các bạn coi về cái chiếc tủ áo này nhá. Thì đi đến cái dàn cánh đầu tiên là đối với cái dàn CNC thì luôn luôn là chúng tôi quay trước cho các bạn với họa tiết hoa lá tây. Đó. Rất là đẹp. Thì nhằm đến hướng đến cái sự đơn giản. Đó, đơn giản. Cho nên bên mình ra một cái mẫu này để thêm một sự lựa chọn cho các bạn nữa để trong cái hàng tủ áo gỗ xoan đào này. Thì cũng giống như chiếc tủ hôm bữa mình có đi giao ở trên chỗ căn cứ 3 Xuân Lộc ấy. Thì ở bên trái của chiếc tủ này thì luôn luôn là 2 tầng các bạn nhé. Đây, luôn luôn là 2 tầng này. Đó, 2 tầng và thành nhà chúng ta tổng cộng thành 3 cái ngăn. Đó, 2 tầng 3 ngăn. Và đến phía bên đây thì chúng ta có 1 tầng và một cây treo đồ. Còn ở giữa thì chỉ có một cây treo đồ thôi. Không có tầng nữa, tại vì có một cái tầng nó nằm ở trên cái hộp kéo rồi. Đây, mình quay xa cho các bạn coi. Đó, bố cục bên trong cái tủ là như vậy. Bên này chúng ta có 3 ngăn này. Bên này có 1 ngăn này, bên này có 2 ngăn này và một cây treo đồ. Còn bên này là có 1 ngăn thôi các bạn ạ. Đó. Về cái dàn hậu của tủ ấy thì như mình có công bố các bạn rồi là hậu tủ này là bằng gỗ ghép. Đó, gỗ tự nhiên ghép miếng các bạn nhé. Nhưng mà không phải là ván ép và gỗ công nghiệp. Các bạn hãy lưu ý như vậy. Gỗ ghép thì đã là gỗ tự nhiên rồi, không còn được coi là gỗ công nghiệp nữa. Tại vì nó là gỗ tự nhiên. Đó, gỗ tự nhiên, gỗ thịt 100%. Đó, chúng ta ghép lại từ cái miếng lớn chúng ta ghép lại thành một cái từ miếng bé chúng ta ghép lại thành một tấm lớn để chúng ta sử dụng. Ở đây mình sẽ quay cho các bạn coi đằng sau của chiếc tủ nhé. Đây này. Đó, hậu gỗ ghép này. Cái bề dày của nó là 1 phân các bạn nhé. Thì rất là cứng cáp. Đó. Thì các bạn lên cân đối về cái căn phòng của mình. Cái kích thước để các bạn lên sử dụng. Tại vì chiếc này mình để trong xưởng thì nó như thế này thôi. Chứ thực sự với các bạn để mà nói là cho vào trong nhà này nó rất là lớn. Tại vì nó dài tới 1m92 và cao là 2m1 cơ mà. Thế các bạn lên lưu ý nhé. Thì ở phía bên trong đây thì bên mình cũng có đang ráp ráp một cái 4 cánh và cái 3 cánh nữa. Thì anh em mình đang lắp ráp dở dang. Đó, chưa có bắt xong hậu, chưa bắt xong hộp kéo và chưa có bắt được mấy dàn tầng bên trong đâu. Chưa bắt được hết đâu các bạn ơi. Mới chỉ gác lên tạm tạm vậy thôi chứ chưa có bắt lên nhé. Đó. Thì hàng thì bên mình thì đang có sẵn. Các bạn có tới xưởng của mình các bạn có thể tham khảo nhé. Đó. Thì quay trở lại với chiếc tủ. Thì như mình có báo giá với các bạn rồi là chiếc này có giá là 8,5 triệu nhé. 8,5 triệu thì kèm với chính sách giao hàng tận nhà và lắp ráp miễn phí ở trong phạm vi 40 cây. Còn ngoài 40 cây thì bên mình có tính thêm phí vận chuyển. Thì nhân tiện đây thì mình cũng nói luôn là các bạn ở trong phạm vi tỉnh Đồng Nai này, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu thì các bạn cứ lưu ý là trong 4 tỉnh đấy để các bạn mua thoải mái nhé. Thì nếu có quá 40 cây thì các bạn chỉ chúng tôi cộng thêm phí vận chuyển. Thì các bạn hãy lưu ý như vậy, quá 40 cây thì chúng tôi có tính thêm phí vận chuyển. Thế nhưng mà nó chỉ tầm rơi vào tầm vài trăm ngàn thôi, chứ nó không có quá cao đâu. Còn với các bạn ở tỉnh xa, các bạn xa tầm hơn 100 cây thì các bạn lưu ý là các bạn không nên mua nhé, không nên mua. Tại vì đã ngoài 100 cây rồi cái phí vận chuyển nó rất là cao. Mình tính cụ thể cho các bạn luôn là nếu như về tới tầm khoảng từ mình tới tầm Le Ghi Bình Thuận đi, tầm 120 cây đi thì phí vận chuyển của nó rơi tầm 2 triệu rồi.
đó, mà mỗi cái tủ chúng ta 8 triệu và chúng ta cộng thêm phí vận chuyển là 2 triệu thì cái đó là mình các bạn nên cân đối nhé. Nếu như giá ở trên đấy nó quá cao thì các bạn hãy mua, còn nếu không thì các bạn hãy cân đối, tại vì Mộc Lâm Huy mình thì luôn luôn là hướng đến cho khách hàng những cái sự tiện lợi nhất. Thì bên mình là luôn luôn có 2 xe, nếu các bạn lưu ý bên mình luôn luôn là có 2 xe để vận chuyển cho các bạn đó. Thế nhưng mà chỉ vẫn miễn phí vận chuyển phạm vi 40 cây thôi, tại vì cái giá của bên mình là bán đã là cái giá nó rất là rẻ rồi, rất là sát rồi. Đấy, các bạn hãy lưu ý điều đấy nhá. Vâng, Mộc Lâm Huy xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này, và chúc các bạn cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi, và chúc các bạn thành công và luôn luôn mạnh khỏe. Mộc Lâm Huy xin chào nhá.